Vâng, xin chào anh các chị. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên trong cái bước đường mà chinh phục một cái phim X-quang được. Ở bài này thì chúng ta sẽ có hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ điểm nhanh lại các cái nét chính về giải phẫu hình ảnh, giải phẫu hình ảnh của lồng ngực trên phim X-quang. Và sau đó thì cái nội dung thứ hai là chúng ta sẽ có một cái khái niệm về các cái tổn thương mà chúng ta có thể gặp được trong quá trình mà chúng ta đọc một cái phim. Về mặt giải phẫu X-quang ngực thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua cái phần đầu tiên và chúng ta đề cập đến trung thất. Hàng ngày chúng ta có một cái thuật ngữ khối u ở trung thất, hoặc là chúng ta, nhất là trong lao trẻ em, chúng ta hay dùng cái thuật ngữ là hạch ở trong trung thất. Vậy thì trung thất là cái gì? Vậy trung thất là cái gì? Vậy chúng ta nhìn trên cái phim X-quang ngực này, trung thất là cái phần màu trắng trắng ấy, trên tôi đang chỉ, nằm kẹp giữa hai cái lá phổi bên phải, lá phổi bên trái, thì nằm kẹp giữa ở đây, cái khoang nằm giữa hai lá phổi người ta gọi là trung thất. Ở phía dưới nó được giới hạn bởi vòm hoành, cơ hoành ngăn cách. Ở phía trên nó có cái nền cổ. Vậy thì trung thất là một cái khoang nằm ở giữa hai phổi, trên vòm hoành, dưới nền cổ. Ở trong trung thất ý, thì nó chứa đựng tim, các cái mạch máu lớn từ tim đi ra, như động mạch phổi, động mạch chủ, rồi các tĩnh mạch, cũng như trong trung thất nó chứa đựng cái đường dẫn khí lớn, tức là người ta ám chỉ đến khí phế quản gốc và các phế quản thùy hai bên. Chúng ta nhìn lên màn hình và chúng ta hình dung được, à đây là trung thất, đây là trung thất. Với những người làm nhi, đặc biệt là những người tầm soát lao, thì với trung thất người ta quan tâm đến cái tầng trên của cái trung thất, tức là cái khu vực này các bạn. Đây, từ phần này hất lên trên. Bởi vì khu vực này đối với trẻ em, đặc biệt là với những đứa trẻ bị lao, rất hay có hạch. Và khi nó có hạch thì nó làm cái khu vực tầng trên của trung thất này này, nó rộng ra, nó to ra, nó biến dạng. Canh các chị chú ý này, hai cái thành bên của trung thất trong điều kiện bình thường nó luôn luôn nằm ở, có cái đường bờ nó lõm, chiều lõm nó hất ra phía ngoài. Đó. Khi nó có hạch hay có bất kể một cái khối gì ở trung thất tầng trên này, nó làm cho cái đường bờ trung thất này trở nên lồi ra, nó không lõm không thẳng nữa mà nó lồi ra về phía phổi. Hoặc nói một cách khác, chúng ta nhìn thấy cái khí quản này, nếu chúng ta có một cái chuỗi hạch nằm trong trung thất mà dọc theo cái khí quản hai bên này, thì nó làm cho cái thành bên của khí quản này trở nên dày ra. Đấy là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta quan sát phim ở một đứa trẻ mà chúng ta nghi ngờ có hạch trung thất. Chúng ta xem lại một lần nữa cái khái niệm trung thất. Đừng bao giờ chúng ta nhầm lẫn trung thất với phổi. Trung thất là một cái khoang nó nằm giữa hai lá phổi, anh chị ạ. Để chúng ta nhìn cái sơ đồ này thì chúng ta thấy lại một lần nữa cái số 6, số 10 đây là chúng ta đang mô tả cho chúng ta cái đường dẫn khí đấy. Và ở đây là các cái nhánh mạch máu từ trung thất đi vào trong phổi. Ở trung thất thì họ được chia ra thành nhiều các cái khoang tương ứng trên màn hình, chúng ta xem là số 1, số 2 và số 3 với các cái mốc giải phẫu khác nhau. Ví dụ như khoang số 1 này thì cái giới hạn của nó là phía trước trên là khí quản, phía dưới là cái cung sau tim, là bờ của tim. Trung thất giữa nằm kẹp giữa trung thất trước và trung thất sau. Cái số 3 này là trung thất sau. Thì chúng ta kẻ một cái đường ngang qua cái thân đốt sống, lùi vào khoảng 1 cm. Thì từ cái đường này hất ra phía sau, ta gọi là trung thất sau. Gọi là trung thất sau. Thế còn cái số 2 này nằm kẹp giữa cái số 1 và số 3, tức là trung thất giữa. Đây là một cái cách phân loại của Benjamin Franzen. Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng mục đích
của người ta khi phân chia trung thất ra thành nhiều ô, nhiều khoang là để gì? Để người ta tiếp cận trong vấn đề chẩn đoán, để tiếp cận trong chẩn đoán. Bởi vì một cái tổn thương nằm ở các vị trí giải phẫu trung thất khác nhau, nó sẽ gợi ý cho người ta căn nguyên khác nhau. Chúng ta hình dung đây là cái quan của một chủ. Và nếu như chúng ta tưởng tượng, chúng ta kẻ thêm một cái đường chạy ngang qua quai động mạch chủ này, thì toàn bộ từ quai động mạch chủ này trở về lên trên, người ta gọi là trung thất trên. Về cơ bản, khi mà chúng ta tiếp cận với một cái phim X-quang ngực của trẻ thì chúng ta sẽ phải tập trung vào trung thất, và đặc biệt là trung thất trên. Vậy thì cái khái niệm trung thất thông qua các cái hình vẽ này thì mong là các anh các chị nắm được trên cái phim đâu là trung thất. Với các màu khác nhau, người ta cho chúng ta một lần nữa xem lại các cái khoang của trung thất, xem lại các khoang của trung thất. Và đây là trung thất trước, trung thất giữa và trung thất sau. Và đây là trung thất trên. Ta nhìn thấy qua động mạch chủ, thì từ qua động mạch chủ hất lên là trung thất trên. Và hạch của chúng ta là rất hay gặp ở khu vực này. Và khi đọc phim, ta cố gắng tách biệt được đâu là tổn thương của trung thất, đâu là tổn thương của phổi. Hai cái vị trí tổn thương này nó sẽ gợi ý, bởi vì nếu là phổi thì chúng ta sẽ phải liên quan đến thùy, còn nếu là trung thất thì lúc ý chúng ta sẽ phải liên quan đến trung thất trên hay trung thất giữa, trung thất trước. Và cái bệnh lý của trung thất khác hoàn toàn với bệnh lý của phổi. Điểm thứ hai trên phim mà chúng ta hay được đề cập đến là người ta nói đến cái rốn phổi. Cái rốn phổi. Vậy rốn phổi là cái gì? Chúng ta có thể hình dung các cái mạch máu lớn và đường dẫn khí lớn nó nằm trong trung thất, và từ trong trung thất nó đi vào trong phổi, nó tỏa ra các cái nhánh nhỏ li ti tại cái điểm giao cắt giữa trung thất và phổi, thì các cấu trúc giải phẫu này nó tạo thành một cái người ta gọi là rốn phổi. Hay nói một cách khác, rốn phổi là một cái trạm trung gian chuyển tiếp các cấu trúc mạch máu và đường dẫn khí từ trung thất vào phổi. Nói như vậy thì nó có vẻ nó cũng hơi trừu tượng. Thực tế trên một cái phim chúng ta nhìn, rồi chúng ta nhìn thấy hai cái cấu trúc này bên phải, đây người ta gọi là rốn phổi phải, bên trái ở đây là rốn phổi trái. Sở dĩ chúng ta sử dụng khái niệm rốn phổi bởi vì lao nhi của chúng ta cũng rất hay đề cập tới hạch và rốn phổi, vì thế nên chúng ta cũng phải hiểu ở đâu là rốn phổi. Và một điểm nữa cần lưu ý về mặt giải phẫu của rốn phổi đó là cái rốn phổi phải ấy, thì thường bao giờ nhìn nó cũng được nhiều hơn, cả trên cả dưới rõ hơn. Trong khi đó rốn phổi trái, rốn phổi bên trái thường là chỉ thấy được một phần thôi, chứ không bao giờ thấy được tất cả rốn phổi trái. Nhưng bao giờ cũng phải nhìn thấy rốn phổi hai bên. Sở dĩ rốn phổi trái chỉ nhìn thấy một phần và nó thường nằm cao hơn rốn phổi phải là bởi vì lý do về mặt giải phẫu. Cái động mạch phổi phân chia thành phổi rốn phổi phải và động mạch phổi trái, thì động mạch phổi trái nó phân chia trong trung thất, trong khi động mạch phổi phải thì nó phân chia ở khu vực trong phổi. Vì thế nên chúng ta chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của rốn phổi trái khi đi vào phổi. Lý thuyết là vậy, nhưng trong thực hành chúng ta chỉ cần kiểm soát được đâu là rốn phổi, và luôn luôn nhớ rằng rốn phổi trái cao hơn một chút so với rốn phổi phải. Và cái đậm độ của rốn phổi về lý thuyết thì nó bao gồm cả mạch máu, cả đường dẫn khí, cả động mạch, cả tĩnh mạch, vân vân. Nhưng trong thực hành thì đậm độ của rốn phổi chủ yếu được tạo bởi mạch máu, tức là tạo bởi mạch phổi. Chúng ta nhìn này, cái rốn phổi, cái đậm độ nó mờ, nó
nó mạnh. Khi cái rốn phổi này có hạch, lập tức đậm độ nó tăng lên, tức là nó mờ đi, nó to lên, nó có thùy có múi ở khu vực vùng rốn phổi hai bên này, và khi đó chúng ta sẽ nhận định rốn phổi có hạch. Đây chúng ta nhìn khi người ta chụp mạch lên cái thân động mạch phổi, phân chia bên trái, phân chia thành động mạch phổi phải, thì chúng ta một lần nữa chúng ta thấy cái động mạch phổi phía bên trái này chúng ta nó nằm hết trong dung thất, nó phân chia ở trong dung thất. Sau khi đi vào phổi nó chỉ đi vào một phần thôi, đi vào một phần cái nhánh động mạch phổi. Cho nên trên phim X quang chúng ta chỉ nhìn thấy một phần của rốn phổi trái. Ngược lại cái rốn phổi phải chúng ta nhìn thấy động mạch phổi nó đi sâu vào trong phổi. Nên chúng ta nhìn cái rốn phổi phải bao giờ nó cũng rõ hơn. Bao giờ nó cũng rõ hơn. Một lần nữa chúng ta xem lại rốn phổi. Vậy thì chúng ta đã có một cái khái niệm trong đầu khi xem một cái phim, đâu là phần trung thất, đâu là phần rốn phổi. Và những người làm lao nhi thì luôn luôn cảnh giác với có to hay không có hạch to, và hạch to này ở trung thất hay ở rốn phổi. Chúng ta nghiên cứu một lần nữa cái rốn phổi. Rốn phổi được tạo bởi cái đậm độ chủ yếu là động mạch phổi phải và động mạch phổi trái. Ở trên phim nghiêng của chúng ta hình dung một cái đường sáng kẻ từ trên xuống là đường dẫn khí, khí phế quản. Thì cái động mạch phổi phải bao giờ cũng tròn hoặc hình oval nằm ở phía trước của đường dẫn khí. Trong khi động mạch phổi trái hình dấu phẩy nằm ở phía sau của đường dẫn khí. Nằm phía sau của đường dẫn khí. Hai thành phần động mạch này đừng bao giờ chúng ta nhầm lẫn đấy là hạch. Về nguyên tắc đọc hạch có rất nhiều các kỹ năng để phát hiện hạch, nhưng đối với trẻ em chẳng hạn, người ta có một cái kỹ năng rất đơn giản là người ta kẻ một cái hình chữ thập. Hình thứ nhất người ta bám theo khí quản chạy dọc từ trên xuống dưới. Điểm thứ hai người ta xem cái đường dẫn khí này hẹp ở đâu, thuôn lại ở đâu, thì người ta kẻ một cái đường thứ hai đi qua cái chỗ hẹp đấy nhưng vuông góc với đường thứ nhất. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hình chữ thập chia khu vực rốn phổi thành bốn góc. Một nửa trên luôn luôn là mạch máu, tức là động mạch và tĩnh mạch, động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. Nửa dưới thường bao giờ cũng là hạch, đặc biệt là 1/4 sau dưới bao giờ cũng là hạch. Có những cái kỹ năng như vậy. Đấy là một trong số các kỹ năng phát hiện hạch trên phim nghiêng. Phần này chúng ta sẽ xem sau. Như vậy, về mặt giải phẫu trên phim nghiêng, chúng ta lưu ý đến động mạch phổi bên phải và động mạch phổi trái. Và đừng bao giờ nhầm lẫn, đấy là hạch cả. Nên chúng ta mường tượng ra rốn phổi bên phải, rốn phổi bên trái. Đây, trên phim chụp nghiêng. Một số các thành phần cơ bản chúng ta cần phải biết trên phim chụp nghiêng. Thứ nhất là cái quai động mạch chủ nằm phía cao phía sau, và chúng ta thường chỉ thấy một phần thôi, và thường chỉ thấy một phần nằm phía trước của cái đường dẫn khí này là động mạch phổi, động mạch phổi phải tròn. Nằm phía sau nó chính là động mạch phổi trái. Đây nhìn, nằm phía sau của đường dẫn khí là động mạch phổi trái. Cái vệt đen đen nằm chính giữa là khí phế quản các bạn nhé. Và phía sau này là cái động mạch phổi trái. Và hai vị trí giải phẫu này, động mạch phổi phải tròn oval gọn, động mạch phổi trái phía sau cao hơn một chút, hình dấu phẩy. Khi có hạch rốn phổi là lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy hai cấu trúc giải phẫu này biến dạng. Như vậy cách giản đơn nhất khi chúng ta xem một cái phim nghiêng là chúng ta phải xác định được đâu là khí phế quản, sau đó phía trước là động mạch phổi phải, phía sau là động mạch phổi trái, và chỉ được phép có hai cấu trúc này thôi. Bất kể một cấu trúc tròn mờ nào khác xuất hiện ở khu vực này là chúng ta phải nghĩ đến hạch trung thất hoặc hạch rốn phổi.
Chúng ta xem lại một lần nữa các cấu trúc giải phẫu trên phim chụp nghiêng. Đây là động mạch phổi phải. Động mạch phổi trái và khí quản. Như vậy, chúng ta đã có hai khái niệm. Đâu là trung thất? Đâu là rốn phổi? Và trong rốn phổi thì động mạch phổi là thành phần chính chúng ta phải nhận diện được trên phim chụp nghiêng. Trên phim chụp nghiêng. Một điểm giải phẫu nữa chúng ta cần quan tâm, đó là nói về hai lá phổi, phổi phải và phổi trái. Chúng ta có hai lá phổi bên phải và phổi trái. Các cái phổi này của chúng ta sẽ được chia thành nhiều thùy phổi. Sở dĩ chia được thành nhiều thùy bởi vì sự xuất hiện của các rãnh liên thùy. Phổi phải có hai rãnh liên thùy nhỏ và rãnh liên thùy lớn, và phổi phải sẽ có ba thùy, thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Trong khi phổi trái của chúng ta chỉ có một rãnh liên thùy và nó chỉ có hai thùy là thùy trên và thùy dưới. Để chúng ta mường tượng một cái đường kẻ thẳng. Từ phía trước ra phía sau trên là rãnh liên thùy lớn. Và một cái đường kẻ từ giữa phổi đi vào khu vực trung tâm là rãnh liên thùy nhỏ. Thì toàn bộ phổi bên phải chúng ta sẽ có ba thùy. Đây là thùy trên, thùy giữa và đây là thùy dưới. Trên phim chụp X-quang của chúng ta, đây là khu vực trên. Đây là khu vực thùy trên bên phải. Đây là khu vực thùy giữa. Đây là khu vực thùy giữa trên phim nghiêng, nó nằm là một hình tam giác nằm phía trước, cậu chú ý như vậy. Và cuối cùng đây là khu vực thùy dưới. Trên phim thẳng thùy dưới chiếm phải đến 2 phần 3. Trên phim nghiêng nằm toàn bộ ở phía sau. Đây là khu vực thùy dưới bên phải. Như vậy, phổi phải chúng ta có 3 thùy, chúng ta xem lại một lần nữa. Thùy trên, thùy giữa và thùy dưới. Việc phân chia này hoàn toàn phụ thuộc vào rãnh liên thùy. Với phổi trái, chúng ta có một rãnh liên thùy lớn và phía trước của rãnh liên thùy lớn này là thùy trên và phía sau của rãnh liên thùy này là thùy dưới bên trái. Đây là toàn bộ thùy trên của phổi trái nằm phía trước và phía sau là thùy dưới bên trái. Sau là thủy dưới bên trái. Với phim này, các anh các chị dành 1 2 phút để mường tượng trong đầu. Tổn thương ở đây là một vùng đông đặc của nhu mô phổi phải, và vùng đông đặc này nằm ở thùy nào? Anh các chị có 1 phút để suy nghĩ về câu hỏi này.
Để chúng ta nhìn lại một lần nữa. Một vùng đông đặc, nhu mô tại tùy trên bên phải. Căn cứ vào các khái niệm rãnh lên thùy và phân chia tùy phổi thì chúng ta nhìn thấy rãnh lên thùy nhỏ ở phía trước và nửa sau của rãnh lên thùy lớn. Và toàn bộ hai cái rãnh lên thùy này nó giúp chúng ta định hình được đây là một vùng đông đặc nhu mô tại thùy trên của phổi bên phải. Tại thùy trên của phổi phải. Ở một trường hợp khác, chúng ta nhìn thấy một cái vùng đông đặc, một vùng mờ chiếm 2 phần 3 dưới của phổi bên 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 phải. Và trên phim chụp nghiêng chúng ta thấy toàn bộ vùng mờ này nằm ở phía sau. Và như vậy nó nằm ở phía sau của cái rãnh lên thùy lớn này. Như vậy cái việc rãnh lên thùy này giúp chúng ta nói rằng đây là một vùng nhu mô bất thường nằm tại thùy dưới của phổi phải. Nằm tại thùy dưới của phổi phải. Đây là một trường hợp khác. Trên phim thẳng chúng ta nhìn thấy một cái vùng mờ nằm sát cung tim dưới phải và nó xóa mất cái bờ nét của cái cung tim bình thường. Cái cung tim dưới phải nó nét như này thì bây giờ nó không nhìn rõ bờ nữa. Và với cái đặc trưng này thì chúng ta có thể hình dung được, có thể tưởng tượng được đây là một vùng đông đặc nhu mô tại thùy giữa. Nếu nghi ngờ chúng ta sẽ chụp một cái phim nghiêng bổ sung. Tất nhiên các bạn đừng quên là khu vực góc sườn ngoài này nó hơi bị tù đi một chút. Đây. Đây là vùng đông đặc nhu mô tại thùy giữa bên phải. Đây là vùng đông đặc nhu mô tại thùy giữa bên phải. Góc sườn ngoài phía sau hơi tù. Như vậy khi chúng ta tiếp cận với một cái phim mà chúng ta thấy có tổn thương trong nhu mô phổi thì điều đầu tiên câu hỏi đặt ra là tổn thương nhu mô này nằm ở thùy nào? Tổn thương nhu mô này nằm ở thùy nào? Căn cứ vào phân chia giải phẫu thùy chúng ta có thể hình dung được tổn thương ở thùy nào. Một cái ca bệnh khác, chúng ta nhìn thấy một cái bóng mờ, một cái vùng đông đặc hoặc một cái hình mờ. Nó cũng trên, nó không ra trên, mà dưới nó cũng không ra dưới, vì ở trên vẫn thấy phổi, dưới cũng thấy phổi. Câu hỏi đặt ra là cái vùng mờ này nằm ở đâu? Cái vùng mờ này nằm ở đâu? Thì với phim nghiêng chúng ta trả lời được ngay. Đây là một cái vùng đông đặc nhu mô tại thùy trên bên trái, bởi vì cái rãnh lên thùy lớn ở đây nó nằm toàn bộ phía trước của rãnh lên thùy lớn. Nếu là thùy dưới thì nó nằm ở phía sau. Vậy thì các bạn đừng bao giờ quên, trước một đứa trẻ có các dấu hiệu lâm sàng nghi lạo hãy chụp cả thẳng cả nghiêng. Luôn luôn chụp thẳng và luôn luôn chụp nghiêng. Chúng ta nhìn lại vị trí của cái rãnh lên thùy lớn với cái vùng đông đặc nhu mô tại thùy trên bên trái. Tương tự như vậy một trường hợp khác, chúng ta nhìn thấy một cái vùng mờ ở 1 phần 2 dưới. Và trên phim nghiêng chúng ta thấy ngay toàn bộ cái vùng mờ này nằm ở phía sau. Toàn bộ cái vùng mờ này nằm phía sau. Và tất nhiên tổn thương này sẽ nằm ở khu vực thùy dưới. Nằm ở khu vực thùy dưới của phổi bên trái. Ta xem lại một lần nữa cái rãnh lên thùy lớn. Như vậy với những ví dụ vừa rồi chúng ta có mường tượng được các phân chia các thùy phổi bên phải, bên trái. Thùy trên, thùy dưới, thùy giữa, vân vân. Chúng ta đã đi qua các khái niệm giải phẫu về trung thất, về rốn phổi, về phổi và điểm cuối cùng chúng ta nói rất nhanh về màng phổi. Màng phổi nó bọc lấy nhu mô phổi và nó gồm hai lá, lá thành và lá tạo màng phổi. Giữa hai cái lá thành lá tạng đó là khoang màng phổi, và khoang màng phổi này bình thường không được phép thấy. Chúng ta chỉ thấy khoang màng phổi khi màng phổi có khí. Việc nhận định khoang màng phổi trong phần đọc phim chúng ta sẽ xem kỹ lại, nhưng hầu hết chúng ta nhận định khoang màng phổi thông qua góc sườn ngoài.
Đây là khu vực góc xuân hoành. Hai góc xuân hoành nó phản ánh với chúng ta à tình trạng màng phổi. Như vậy trong mấy phút vừa rồi chúng ta đã điểm qua các cái nét giải phẫu X-quang chính, nó giúp chúng ta có ngôn ngữ để giao tiếp với nhau. Khi chúng ta hội chẩn, chúng ta sẽ tiến hành các bước hội chẩn từ xa với nhau, hội chẩn qua Zoom hoặc hội chẩn qua Zalo, thì chúng ta sẽ nói với nhau rằng à, báo cáo các thầy các cô, trong trường hợp này có một cái hạch xuống phổi nó đi kèm theo với một cái tổn thương ở trong nhu mô phổi tại thủy trên. Như vậy các cái thuật ngữ này nó không giúp, nó không những chỉ giúp chúng ta hội chẩn trao đổi chuyên môn mà nó còn giúp chúng ta ghi chép hồ sơ bệnh án, nó còn giúp chúng ta làm các cái nghiên cứu sau này. Bây chúng ta sang một cái nội dung thứ hai trong cái phần thứ nhất này, đó là các cái tổn thương cơ bản trên trên phim. Hay nói một cách khác, chúng ta nhìn thấy một cái phim bất thường thì chúng ta phải nói được bất thường này, cái tổn thương này là cái gì, tổn thương này là cái gì. Thì trên màn hình của các bạn là một danh sách các tổn thương mà chúng ta có thể nhìn được trên phim X-quang ngực. Chúng ta vào cái hình mờ đầu tiên, nó gọi là hình mờ phế nang hay hình đông đặc nhu mô phổi. Khi mà không khí ở trong phế nang bị thay thế bởi dịch máu hoặc tổ chức, thì khi đó trên phim chúng ta xuất hiện một cái hình mờ. Và cái hình mờ này có các đặc trưng là gì? Bờ của tổn thương, bờ của hình mờ này không rõ, trừ trong trường hợp nó dựa vào cái rãnh liên thùy rõ. Hình mờ này nó thường phân bố theo thùy hoặc phân thùy, tức là trên phim chụp nó có hình tam giác. Bên trong hình mờ này có thể có phế quản chứa khí. Một vài dạng đặc biệt của hình mờ này đó là các cái nốt mờ phế nang hoặc là hình phân bố cánh bướm với trung thất là thân con bướm. Hình mờ ở nhu mô phổi hai bên là cánh của con bướm. Như vậy, trước một cái hình bất thường xuất hiện trên phim, câu hỏi đặt ra là đấy có phải là hình mờ phế nang hay không, hay hình đông đặc nhu mô hay không? Để khẳng định đây là hình đông đặc nhu mô, chúng ta căn cứ vào các đặc điểm nhận dạng phía dưới, ví dụ đường bờ không rõ, ví dụ phân bố theo thùy, ví dụ có phế quản chứa khí, vân vân. Như vậy các đặc điểm phía dưới này là các đặc điểm giúp chúng ta nhận diện một cái tổn thương trên phim gọi là đông đặc nhu mô phổi, gọi là đông đặc nhu mô phổi. Để đi đến được đông đặc nhu mô phổi này do căn nguyên gì, do bệnh gì, thì lúc đó người ta lại phải căn cứ vào việc nó một ổ hay nhiều ổ, nó ở trung tâm hay ở ngoại vi, nó khư trú hay nó lan tỏa, cấp hay nó mãn. Nếu một hình mờ phế nang xuất hiện sau khi chúng ta bị tai nạn va đập vào ngực, tức là nó xuất hiện cấp tính sau tai nạn, thì căn nguyên của nó phải đi tới đụng dập nhu mô phổi hoặc xuất huyết nhu mô phổi. Cùng là một hình mờ phế nang, nếu xuất hiện cấp tính kèm theo các dấu hiệu về nhiễm trùng, ho, khạc đờm, thì tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến viêm phổi. Cũng xin nói rằng hình mờ phế nang này có thể gặp trong lao phổi và là hình ảnh thường gặp trong lao phổi. Nhưng người ta xếp hình mờ phế nang này vào nhóm hình ảnh không đặc hiệu trong lao phổi. Điểm cơ bản nhất khi chúng ta gặp một hình mờ mà chúng ta nghi ngờ là hình mờ phế nang, thì chúng ta phải phân biệt với một cái hình rất giống nó, tức là hình xe phổi. Chúng ta phải phân biệt một hình đông đặc và một hình xe phổi. Điểm khác biệt ở đây là hình xe phổi luôn luôn có các dấu hiệu co kéo, dấu hiệu giảm thể tích, vì nó xẹp rúm lại, nó co kéo các cấu trúc giải phẫu xung quanh vùng xẹp, ví dụ khí quản, ví dụ rốn phổi, ví dụ vòm hoành, ví dụ rãnh liên thùy.
Như vậy, trước khi chúng ta kết luận một hình mờ phế nang trên phim, chúng ta luôn luôn để ý xem nó có gây co kéo các cấu trúc xung quanh hay không. Nếu nó co kéo là chúng ta phải nghi ngờ đấy là hình xẹt phổi. Chúng ta xem một cái hình, xem một cái hình, một cái hình đông đặc nhu mô tại thùy trên của phổi trái. Chúng ta nói đông đặc là vì đây là một hình mờ phân bố theo thùy. Trong hình mờ này lại nhìn thấy phế quản chứa khí. Với hai đặc trưng phân bố theo thùy và có phế quản chứa khí bên trong nên chúng ta kết luận đây là hình ảnh đông đặc nhu mô. Chúng ta nói ở thùy trên bởi vì nó xuất hiện phía trước của rãnh liên thùy lớn. Các bạn biết đấy, các kiến thức về giải phẫu hình ảnh, các kiến thức về nhận diện tổn thương sau khi cung cấp cho các bạn thì khi nhìn vào một cái tổn thương trên phim chúng ta có thể nói được đây là tổn thương gì. Và đừng quên khí quản, động mạch phổi phải, động mạch phổi trái. Đừng bao giờ nhầm lẫn đây là hạch các bạn ạ. Một cái hình mờ thứ hai là hình mờ tổ chức kẽ. Hình mờ này cũng rất được hay được sử dụng mà sử dụng đôi khi nó hơi lạm dụng, nó hơi lạm dụng. Nó có thể là đường mờ lưới hoặc tổn thương nốt. Hình mờ thì hình mờ của tổ chức kẽ, nhưng căn nguyên thì có thể là bệnh lý của tổ chức kẽ hoặc các bệnh lý về nhiễm trùng hoặc các bệnh lý về u. Điểm lưu ý là ở một đứa trẻ bị lao có thể có hình mờ tổ chức kẽ. Có thể có hình mờ tổ chức kẽ. Hình mờ tổ chức kẽ trong lao, nếu là lao kê, nếu là nốt dạng kê thì đấy là hình ảnh đặc hiệu. Nói cách khác, nhìn thấy tổn thương kê tức là đứa trẻ mắc lao. Nhưng nếu hình mờ tổ chức kẽ là đường mờ, lưới mờ thì khi đó hình mờ tổ chức kẽ này không đặc hiệu. Không đặc hiệu. Nó có thể gặp trong nhiễm khuẩn do virus, đặc biệt là nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do virus. Chúng ta cùng nhau nhận diện hình mờ này trên phim. Nhìn thấy rất nhiều các cái lưới mờ mảnh. Lưới mờ mảnh trên phim. Lưới mờ mảnh trên phim. Đấy là một dạng hình mờ tổ chức kẽ. Nhìn thấy rất nhiều các cái lưới mờ, các cái đường mờ, và các cái đường mờ này khi mà nó bé, nó gọn, chạy sát màng phổi như thế này. Thì khi đó người ta gọi là đường cách lây. Kẻ nó hơi sâu về hình mờ tổ chức kẽ. Các bạn đừng quan tâm. Với khóa đào tạo chuyên về lao thì cái mà chúng ta quan tâm là gì? Khi ta chụp phim lên cho nhìn thấy các đường mờ, hay nói một cách khác nhìn cái phổi nó lèm nhèm, người ta dùng một cái thuật ngữ nó gọi là phổi bần ấy, đất thi lăng, thì khi đó chúng ta nghi ngờ à có hình mờ tổ chức kẽ. Và với hình mờ tổ chức kẽ thì trên phim X quang của chúng ta chủ yếu là tổn thương kẽ và là đường cách lây. Bên cạnh cái hình mờ, chúng ta gặp một loại tổn thương nữa, đó là tổn thương nốt mờ. Có thể từ vài mm, dưới 3 cm hoặc trên 3 cm. Nếu trên 3 thì nó gọi là khối thôi. Và với các cái tổn thương nốt này thì người ta quan tâm đến số lượng, kích thước, đường bờ có vôi hóa hay không vôi hóa và vị trí. Căn nguyên chính của tổn thương nốt là nhiễm trùng hay u. Nhiễm trùng hay u. Ta quan tâm một lần nữa đến các cái nốt mờ đầy hai bên phổi.
Nước này có thể gặp trong viêm phế quản phổi. Nước mờ này có thể gặp trong lao, phế quản, phế viêm lao. Ở trẻ em, chúng ta ít khi nói về bệnh lý khối u. Mà với các cái nốt mờ nhiều thùy hai bên như thế này là chúng ta phải nghi ngờ đứa trẻ có mắc lao hay không mắc lao. Trong phần trình bày về tổn thương lao, các bạn sẽ được rõ. Trở lại khối mờ hay nốt mờ, người ta quan tâm đến cái đường viền của nó. Đường viền nó rõ này, nó gợi ý sự lành tính. Đường viền nó nham nhở này, gợi ý ác tính. Vôi ở bên trong này, vôi lan tỏa, vôi trung tâm cũng là những dấu hiệu gợi ý lành tính hay ác tính. Đối với người làm lao, đặc biệt là lao trẻ em, thì cái tổn thương hạch là một trong các tổn thương hết sức quan trọng, bởi vì hạch là dấu hiệu hay gặp nhất đối với lao trẻ em. Vị trí có hạch thường là cạnh bên phải của khí quản hoặc cạnh bên trái của khí quản, tức là dọc theo hai bên khí quản. Vị trí thứ hai thường có hạch là rốn phổi hoặc ở trạc ba khí phế quản, tức là khu vực dưới trạc ba khí phế quản. Ngoài ra, hạch có thể xuất hiện tại cửa sổ trụ phổi hoặc hạch tại khu vực quanh cột sống. Chúng ta xem lại một lần nữa các vị trí thường có hạch. Đây là vị trí hạch cạnh phải của khí quản. Cái phần đen đen này là khí quản các bạn. Thì đây là vị trí có hạch. Hạch cạnh phải khí quản nó làm cho cái đường đường bờ bên phải của khí quản nó dày lên, hoặc tầng trên của trung thất này nó to ra. Nó to ra. Vị trí thứ hai là khu vực hạch rốn phổi. Nhìn này, rốn phổi mờ mạch. Khi có hạch đè vào, lập tức rốn phổi tăng đậm độ. Nó sẽ mờ hơn, nó sẽ to hơn, nó sẽ biến dạng đi. Đây là khu vực cửa sổ trụ phổi. Phần cắt của quai động mạch chủ đi xuống và phần chạy ra của thân động mạch phổi, nó tạo thành một cái đường lõm ở đây, các bạn nhìn lõm ở đây. Lõm. Trong điều kiện khi có hạch, lập tức cái hình lõm này mất đi và nó trở nên lồi ra. Nó trở nên lồi ra. Khi đó chúng ta có thể nghi ngờ có hạch tại cửa sổ trụ phổi. Chúng ta hình dung lại cái phần lõm của cái cửa sổ trụ phổi. Nó lõm. Thì khi có hạch cũng sẽ lồi ra. Khi có hạch cũng sẽ lồi ra. Các bạn cũng đừng quá bận tâm phần thực hành. Với nhiều phim có hạch, tôi tập trung rất nhiều phim có hạch, các bạn sẽ có kỹ năng phát hiện hạch rất tốt. Ở đây là khu vực hạch. Ở đây là khu vực hạch dưới trạc ba khí quản phế quản gốc. Hạch dưới trạc ba ở đây nó sẽ, nếu to nó sẽ lồi ra bên này, nếu to nữa nó ép vào phế quản gốc hai bên. Và đây là khu vực hạch cạnh cột sống. Nào, chúng ta trở lại phim nghiêng. Khí quản nằm ở chính giữa. Phía trước tròn ovan là động mạch phổi phải, phía sau là động mạch phổi trái. Ngoài hai cấu trúc tròn mờ này ra, chúng ta không nhìn thấy bất kể một cấu trúc nào khác. Nếu chúng ta nhìn thấy một cấu trúc nào khác nằm ở khu vực này, chúng ta có thể nói đó là hạch. Để phát hiện hạch, ngoài cái việc kẻ hai cái đường vuông góc, thì ở đây người ta dùng một cái khái niệm nữa, người ta gọi là khái niệm cửa sổ dưới phổi. Chúng ta hình dung là một cái tam giác đỉnh hướng vào đường dẫn khí tỏa ra phía dưới, và trong tam giác này không được phép có một cái hình mờ tròn nào nằm mờ khu vực này. Nếu có, lập tức chúng ta nói ngay có hạch. Đây là bình thường các bạn nhé, động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, khu vực này không có hình mờ nào cả. Đây là khu vực nếu rốn phổi trái có hạch, nó sẽ nằm ở đây.
Đây là khu vực nếu có hạch dưới trạc 3 sẽ nằm ở đây. Đó. Trường hợp này chúng ta nhìn được ngay. Chúng ta đầu tiên cái đập vào mắt là rốn phổi hai bên. Nó to, nó lồi, biến dạng, nó phồng, nhưng nó có múi. Chúng ta biết ngay có hạch rốn phổi. Tiếp nữa, đây là khí quản. Cạnh bên phải khí quản chúng ta thấy nó dày lên, thành múi, nó lồi hẳn ra. Vậy nó báo hiệu của chúng ta rằng có hạch cạnh phải khí quản. Khu vực quay động mạch chủ và thân động mạch phổi ở đây nó vẫn lõm, cho nên khu vực chủ phổi không có hạch. Chúng ta so sánh hai cái rốn phổi bên phải là rốn phổi không có hạch và rốn phổi bên trái là rốn phổi có hạch, thì sự khác biệt giữa hai rốn phổi này là rốn phổi có hạch nó to hơn, nó đậm hơn so với rốn phổi bên không có hạch. Vậy làm thế nào để biết rốn phổi có hạch? Cách đơn giản nhất là hàng ngày chúng ta xem phim liên tục, đối chiếu liên tục, chúng ta sẽ biết đâu là rốn phổi bình thường, đâu là rốn phổi bất thường. Đây là phim chụp nghiêng. Bên phải chúng ta là phim bình thường. Động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, đường dẫn khí màu đen nằm ở giữa. Vậy thì ngoài cái động mạch phổi phải này ra, trên phim bên trái chúng ta nhìn thấy một cái khối mờ khác. Và khối mờ này chính là hạch. Khối mờ này chính là hạch. Vậy việc nhận diện động mạch phổi phải, động mạch phổi trái trên phim nghiêng cực kỳ quan trọng. Các bạn nhìn lại một nữa, khu vực có hạch trên phim chụp nghiêng. Quay động mạch chủ, động mạch phổi phải, động mạch phổi trái, ở toàn ngoài hai cái phần cấu trúc ấy ra, tự nhiên chúng ta thấy có một cái khối mờ rất to nằm ở đây, và báo hiệu của chúng ta rằng đấy là hạch. Và trên phim chụp các lớp vi tính chúng ta nhìn thấy ngay hạch ở khu vực dưới trạc 3. Tương tự như vậy, phần xuống của động mạch chủ và động mạch phổi thay vì lõm thì nó phồng ra. Thay vì lõm nó phồng ra. Và nó báo hiệu của chúng ta rằng ta có hạch tại khu vực cửa sổ chủ phổi. Vậy, để nhận diện được hạch, chúng ta cần có cả phim thẳng và phim nghiêng. Phần thực hành các bạn sẽ thấy được vai trò của phim thẳng và phim nghiêng trong việc xác định hạch. Điều thứ hai, nói đến hạch là chúng ta phải dựa vào vị trí. Chúng ta không thể nói một cái tổn thương là hạch nếu như tổn thương này nằm trong nhu mô phổi. Nếu đã nói đến hạch là lập tức tổn thương này phải nằm trong dương tất hoặc nằm trong khu vực rốn phổi. Khái niệm rốn phổi, khái niệm dương tất chúng ta đã có ở phần trình bày trước. Vì thế cho nên tiêu chí thứ hai để nói được là hạch, chúng ta phải dựa vào vị trí định khu của hạch. Điểm thứ ba, để khẳng định có hạch, chúng ta phải biết hạch sẽ làm biến đổi các cấu trúc giải phẫu, nó nằm bên cạnh hay nó nằm liền kề với nhóm hạch của rốn phổi. Như hình minh họa ở phía trước, chúng ta thấy rốn phổi đậm hơn, to hơn, biến dạng hơn. Với hạch trung thất, chúng ta nhìn thấy đường bờ của trung thất lồi ra, vân vân. Hay nói một cách khác, khi nói đến hạch to là chúng ta phải phải có một tiêu chí hạch làm thay đổi diện mạo của các cấu trúc giải phẫu liền kề. Nếu hạch to nằm cạnh đường dẫn khí, nó sẽ đẩy đường dẫn khí nặng hơn nữa, nó gây hẹp đường dẫn khí. Đặc biệt ở trẻ em, đường dẫn khí nó mềm, nó mạch, nó rất dễ bị chèn ép. Vì thế cho nên nhận diện hạch to ở trẻ em, nếu không nhìn thấy rõ ràng, lập tức chúng ta phải quan sát đường dẫn khí.
nếu đường dẫn khí hẹp tức là có cực to. Vậy thì tiêu chí định khu, tức là tiêu chí vị trí và tiêu chí thay đổi hình dạng các cấu trúc giải phẫu liền kề là hai tiêu chí giúp chúng ta chẩn đoán hạch to. Bên cạnh hạch, chúng ta sang một cái tổn thương khác nó có thể gặp được trên phim, đó là tổn thương mà tôi gọi là tổn thương hang, tổn thương kén. Kén hay hang nó đều giống nhau ở cái điểm, tức là nó là một cái hốc chứa khí nằm trong nhu mô phổi. Một cái hốc mà chứa khí, nói đến chứa khí tức là nó phải có màu đen, nó có thành nằm ở trong nhu mô phổi. Và căn cứ vào cái độ dày của thành hang, thành phần ở bên trong, số lượng và vị trí của hang, người ta sẽ định hướng được căn nguyên gây ra cái hang này là cái gì. Căn nguyên chính của nó có thể là u, có thể là nhiễm khuẩn, hay có thể là nhồi máu phổi. Người làm lao của chúng ta với lao người trưởng thành, tổn thương hang là tổn thương gặp và có giá trị gợi ý. Tổn thương hang ở người trưởng thành mắc lao là tổn thương hang tại 1/3 trên của phổi. Ngược lại, đối với lao trẻ em, hang được xếp vào nhóm tổn thương có độ đặc hiệu cao. Nói một cách khác, ở một đứa trẻ nghi lao, nhìn thấy hang đồng nghĩa với việc đứa trẻ này mắc lao. Và việc của chúng ta là phải nhận diện được hang trên phim. Nhận diện được hang trên phim. Với hang ở người lớn nói chung và ở trẻ thì người ta đưa ra một vài các dấu hiệu gợi ý mức độ lành tính hay ác tính. Với kén thành nó mỏng hơn, thành nó mỏng, nó gợi ý với chúng ta rằng tổn thương đây trên phim các lớp nó tổn thương lành tính. Đây là hang, rất nhiều hang nằm ở 1/3 trên của phổi. Đây cũng là hang, nhưng thành hang nó dày, nó nham nhở, nó gợi ý khả năng ác tính. Trên màn hình chúng ta là tiêu chí nhận diện với kén và một cái hang. Kén thì thành nó mỏng, bên trong nhẵn đều. Hang cũng thành nó mỏng, nó nằm trong một vùng nhu mô phổi đông đặc. Còn các cái khối u mà hoại tử thành hang thì thành hang nó dày, bờ nó nham nhở bên trong. Tiếp theo, ngoài các cái tổn thương hang và kén, chúng ta nhận diện một cái hình ảnh tổn thương nữa, người ta gọi là tổn thương đường dẫn khí. Hàng đầu của tổn thương đường dẫn khí đó là hình ảnh xe phổi. Xe phổi, ý người ta muốn nói đến một cái thùy phổi, một cái phân thùy phổi nào đấy xẹp lại. Và cái xẹp phổi này nó phản ánh cho chúng ta đường dẫn khí bị hẹp, bị tắc. Và trong lao của chúng ta luôn luôn có một cái hình thái xẹp do hẹp hoặc tắc đường dẫn khí vì hạch lao. Đặc biệt là ở trẻ thì hạch lao to, hoại tử, vỡ vào đường dẫn khí gây hẹp và gây tắc đường dẫn khí. Trên phim, xẹp phổi là một hình mờ, nó gây co kéo rãnh liên thùy. Thùy càng lớn thì co kéo càng nhiều, nó làm rốn phổi bị kéo lên hoặc hạ xuống, vòm hoành khí quản tương tự như vậy, tùy theo vị trí thùy phổi xẹp. Cái vùng phổi không bị xẹp nằm sát vùng xẹp thì nó đen hơn, nó sáng hơn. Và như đã phần bày trong phần đông đặc nhu mô, chúng ta luôn luôn để ý một hình mờ đấy có phải là xẹp phổi hay đông đặc nhu mô phổi. Ở đây chúng ta dựa vào việc co kéo của các cấu trúc giải phẫu. Đây là sơ đồ của khu vực xẹp thùy trên phổi phải trên phim thẳng và phim nghiêng. Đây là xẹp thùy giữa của phổi phải trên phim thẳng và phim nghiêng. Và đây là khu vực xẹp thùy dưới
của phổi phải, thủy trên của phổi trái. Cái điểm quan trọng nhất chúng ta nhìn người ta vẽ chúng ta là rãnh nguyên thủy kéo hết được trước phía trước. Ở đây thì rãnh nguyên thủy kéo ra phía sau. Các bạn chú ý vị trí rãnh nguyên thủy rất quan trọng. Đây là khu vực xẹp thủy dưới của bên trái. Vùng xẹp tam giác nằm ở phía sau tim. Và trên phim nghiêng nó nằm toàn bộ ở phía sau. Xẹp phổi ở trẻ em hang đầu là lao chèn ép vào đường thở, sau đó là dị vật đường thở, sau đó là dị vật đường thở. Đây là một cái xẹp thủy trên của phổi bên trái, xẹp thủy trên của phổi trái. Nếu chúng ta chỉ chụp phim thẳng thôi nhìn rất khó nhận diện, chúng ta rất dễ chẩn đoán là cái hạch trung thất, khối trung thất hoặc khối rốn phổi to, nhưng trên phim nghiêng chúng ta nhìn thấy ngay cái rãnh liên thủy của chúng ta. Bình thường vị trí rãnh liên thủy nằm ở đây, thì trên phim nghiêng nó kéo hết ở phía trước, thậm chí có những trường hợp nó kéo sát vào đấy. Đây là một lần nữa để chứng tỏ của chúng ta rằng chúng ta phải có phim thẳng và phim nghiêng. Nếu chúng ta chỉ chụp phim thẳng thôi, và hầu hết chúng ta mắc một cái thói quen là chỉ chụp phim thẳng, nó rất khó nhận diện. Các cái hội chẩn chúng tôi trên mạng cũng thế, các bạn đưa lên chỉ có phim thẳng rất khó nói, không nói được nó là cái gì cả. Kiểu như chúng ta có hai chân để đi, tại sao chúng ta không đi bằng hai chân mà chúng ta lại đi một chân, rất khó. Ra xem một lần nữa, tổn thương xẹp thủy trên bên trái trên phim thẳng rất khó nói, nhưng trên phim nghiêng chúng ta nhìn được ngay rãnh nguyên thủy kéo hết phía trước. Đây là một cái xẹp thủy giữa, nếu như không có phim nghiêng mà không có kinh nghiệm thì rất khó nói xẹp thủy giữa, nhưng nếu có cả hai phim nhìn thấy ngay thủy giữa trên phim nghiêng. Còn đây là thủy giữa trên cái phim chụp lọc đồ. Ở trong trường hợp này cũng thế, chúng ta thấy một cái hình mờ 1/3 trên. Hình mờ này có đặc điểm làm sao? Nó kéo rãnh liên thủy nhỏ lên trên. Bình thường rãnh liên thủy nhỏ nằm ở giữa này, bên nó kéo hết lên trên. Khí quản kéo hết sang bên phải. Vậy chúng ta kết luận hình mờ này là hình mờ xẹp phổi và nó nằm ở phía trên bên phải. Tương tự như vậy, chúng ta có một trường hợp khác, vẫn là xẹp thủy trên bên phải nhưng mức độ xẹp ít hơn so với phim trước. Mũi tên đây nó chỉ vào cái rãnh liên thủy. Bình thường rãnh liên thủy nằm nằm ở giữa, thì bây giờ rãnh liên thủy này bị kéo lên trên. Tương tự như vậy, khí quản của chúng ta bị kéo sang bên phải với các dấu hiệu co kéo, chúng ta có thể khẳng định được đây là một cái xẹp thủy trên bên phải. Tương tự như vậy, phức tạp hơn, trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên đập vào mắt của chúng ta là phổi bên phải chúng ta bé hơn phổi bên trái. Phổi bên phải bé hơn phổi bên trái đồng nghĩa nó nói với chúng ta rằng phổi bên phải mất đi một thủy phổi. Điểm đập vào mắt chúng ta thứ hai là rốn phổi, chúng ta không thấy rốn phổi bên bên phải, trong khi đó rốn phổi bên trái vẫn thấy. Rốn phổi có thể kéo lên trên, khi đó chúng ta vẫn nhìn thấy. Nhưng nếu rốn phổi bị kéo xuống dưới, gập vào trong, khi đó chúng ta mất rốn phổi. Khi chúng ta nhìn thấy phổi phải bé đi, rốn phổi bị kéo xuống, lập tức chúng ta phải nói ngay có một khu vực xẹp. Đây là toàn bộ vùng xẹp của thủy dưới bên bên phải. Nó kéo toàn bộ rốn phổi xuống, nó làm giảm thể tích của phổi bên phải, nó làm mất ranh giới của vòng vành phía trong. Tương tự như vậy, đây là xẹp thủy dưới bên trái, rốn phổi trái của chúng ta mất, vòng vành trái của chúng ta ở trong không rõ. Một cái hình thái khác, khi đường dẫn khí bị tổn thương, nó không gây ra xẹp phổi mà nó gây ra một vùng phổi tăng thể tích. Cái vùng phổi này đen hơn bình thường. Cái vùng phổi này đen hơn bình thường, hay người ta còn gọi là vùng phổi sáng hơn bình thường. Rãnh liên thủy nó lồi ra, nó đè ép vào các cấu trúc giải phẫu liền kề. Cái vùng này trên phim nó đen, nó khác với cái vùng xẹp là vùng mờ. Vùng mờ xẹp nó kéo về phía mình,
vùng quá sáng hay vùng đen hay vùng tăng thể tích thì nó đầy các cấu trúc giải phẫu ra xa. Lao ở trẻ em có thể gặp hình ảnh này, và cơ chế hình ảnh này được giải thích trong lao trẻ em đó là hạch lao to vỡ vào đường thở gây hẹp đường dẫn khí. Tại vị trí hẹp nó đóng vai trò như một cái van một chiều, không khí đi vào được nhưng không đi ra được, và dần dần không khí tích tụ lại ở phía sau, nó xuất hiện làm xuất hiện một vùng phổi tăng thể tích. Chúng ta sẽ đi nhanh qua hai bất thường cuối cùng, đi nhanh qua hai bất thường cuối cùng đó là bất thường về trung thất. Các tổn thương ở trong trung thất thường người ta hay nói đến tràn khí, người ta đang nói đến khối nốt của trung thất, hoặc người ta nói đến hạch của trung thất, u trung thất hoặc vôi hóa của trung thất. Thì với những người làm lao, đặc biệt là lao nhi, chúng ta quan tâm đến hạch trung thất, quan tâm đến hạch trung thất. Và vị trí có hạch là vị trí ở phần trình bày hạch tôi đã nói với các anh chị và các bạn rồi. Những điểm giúp chúng ta phân biệt đâu là tổn thương trung thất, đâu là tổn thương của phổi, người ta căn cứ vào bốn tiêu chí ở phía trên màn hình. Tổn thương ở trong trung thất thì không bao giờ có đường dẫn khí bên trong, cho nên nó không có phế quản chứa khí. Nó tạo với phổi một cái góc tù hay góc thoải dần. Ranh giới của tổn thương về phía phổi thì bao giờ nó cũng rõ, nhưng về phía trung thất không rõ. Đấy là những cái tiêu chí về hình ảnh giúp chúng ta nói đây là một tổn thương ở trung thất hay ở phổi. Đây chúng ta nhìn một cái tổn thương ở trong trung thất nó đẩy lồi về phía phổi thì cái ranh giới phía ngoài rất rõ, ranh giới phía trong nó mờ, nó nằm trong trung thất nó không rõ. Và chúng ta nhìn dưới cái góc, góc này nó tù, góc này nó tù. Rồi chúng ta nhìn thấy một cái khối ở trong trung thất trên phim chụp thảo, ranh giới nó rất là rõ, góc của nó tù, góc nó thoải. Trên phim cắt lớp vi tính chúng ta nhìn thấy một cái khối u nằm ở trung thất phía trước. Với bất thường của màng phổi, người ta hay nói đến hàng đầu của lao trẻ em là người ta nói đến tràn dịch, có thể có dày màng phổi. Thế còn các tổn thương tràn khí, các tổn thương vôi màng phổi hay khối màng phổi là những tổn thương ít gặp trong lao trẻ em. Đối với tràn dịch thì cái dấu hiệu dễ thấy nhất đó là cái góc sườn hoành nó bị mờ đi. Chúng ta nhìn góc sườn hoành, bao giờ vùng dịch cũng là một vùng mờ đậm đồng nhất, và nếu là dịch tự do thì ranh giới phía trên của vùng dịch là một đường cong Damaso cao ở ngoài thấp ở trong và lõm. Đây là hình ảnh vôi hóa màng phổi. Trong lao trẻ em, tràn dịch màng phổi được xếp vào nhóm dấu hiệu đặc hiệu, tức là ở một đứa trẻ xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng nghi lao nếu có tràn dịch thì chúng ta có thể yên tâm nói rằng đứa trẻ này bị lao. Khi chúng ta kết luận như vậy tức là chúng ta đúng được 90%, tức là độ đặc hiệu của tràn dịch đối với lao là 90%. Sau này chúng ta sẽ biết với tràn dịch màng phổi trong lao, người ta sẽ phân thành hai nhóm để nó quyết định lao nặng hay lao nhẹ. Thì cái phần trình bày chi tiết ở phía sau, các bài kỹ thuật phía sau các bạn sẽ biết. Ta trở lại màn hình, với trên phim của chúng ta là một hình mờ đậm đồng nhất chiếm gần hết cái trường phổi bên phải. Đặc trưng của hình mờ này là gì? Chúng ta không thấy phế quản chứa khí bên trong, chúng ta thấy góc sườn hoành cũng tù theo, chúng ta không nhìn thấy vòm hoành, cho nên chúng ta có thể nói được đây là hình mờ rộng tràn dịch màng phổi. Trong những trường hợp không điển hình, nếu không điển hình chúng ta sẽ sử dụng một biện pháp khác đó là siêu âm màng phổi để chúng ta khẳng định có dịch hay không có dịch. Bên cạnh cái tràn dịch thì chúng ta có thể gặp tràn khí, chúng ta có thể gặp tràn khí màng phổi.
Khi chúng ta quan sát được lá tạng màng phổi thì lúc đó chúng ta sẽ nói được bệnh nhân có tràn khí màng phổi. Và cái vùng tràn khí bao giờ nó cũng nằm bên ngoài của lá tạng màng phổi và nó không có vân phổi xung quanh, bởi vì nhu mô phổi bị ép lại. Nếu tràn khí nhiều thì nó làm cái thể tích của cái lồng ngực ở bên có khí to ra, đen và có thể có một chút phản ứng dịch ở góc sườn mạch. Chúng ta cùng nhau xem hình ảnh tràn khí màng phổi. Với việc xuất hiện của lá tạng màng phổi như một đường mờ mạch bọc lấy toàn bộ nhu mô phổi bên bên có khí. Phía bên ngoài của lá tạng này nó đen và nó không có vân phổi. Tiêu chí quyết định để nói tràn khí là phải quan sát thấy lá tạng của màng phổi. Đấy là tiêu chí quyết định, đồng thời cũng là tiêu chí giúp chúng ta phân biệt một cái kén khí lớn trong nhu mô phổi. Trong kén khí lớn thì không bao giờ chúng ta nhìn thấy cái đường mờ mạch, không bao giờ chúng ta nhìn thấy cái lá tạng của màng phổi. Như vậy khi xem một cái phim, câu đầu tiên là đây phim bình thường hay phim bất thường. Nếu đây là phim bất thường thì tổn thương trên phim nó xếp vào cái tổn thương gì, tên gọi là tổn thương gì, trên màn hình của chúng ta có từng này tổn thương. Phần thực hành đọc phim thứ nhất sẽ giúp các anh chị phát hiện các tổn thương này. Các anh chị cố gắng vận dụng phần lý thuyết trình bày vừa rồi để chúng ta biết được đâu là hạch, đâu là kén, đâu là tràn dịch, vân vân. Anh cứ chỉ có thể tạm nghỉ mấy phút, sau đó chúng ta nghỉ 5 phút nhỉ. Sau đó chúng ta sang phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về kỹ năng đọc một cái phim X-quang ngực. Các anh chị tạm nghỉ đi ạ, tạm nghỉ mấy phút ạ.
Nào, mời các chị quay trở lại màn hình. Chúng ta sang phần một cái bài giảng thứ hai, đó là phần lý thuyết, một phần lý thuyết về đọc phim Chris Pang được ở trẻ em. Mục tiêu ở đây, sau khi mà chúng ta nghe được cái phần trình bày này thì chúng ta nắm được cái trình tự đọc một cái phim X-quang, trình tự đọc một cái phim X-quang, chúng ta hiểu được ảnh hưởng của tuổi, ảnh hưởng của tuổi đến đến việc nhận diện cái phim X-quang như thế nào. Chúng ta nội dung chúng ta sẽ có bốn cái nội dung. Đầu tiên là chúng ta hiểu được vai trò của X quang ngực, rồi chúng ta sẽ nắm được các bước đọc một cái phim chụp thẳng, đọc một cái phim chụp nghiêng, và các yếu tố ảnh hưởng của tuổi lên phim. Đầu tiên chúng ta đều hiểu là gì? X-quang góp phần hay đóng góp một cái vai trò như thế nào? Thì đối với một đứa trẻ đến khám với chúng ta, phát hiện ra có các dấu hiệu lâm sàng nghi lao, thì cái phim X-quang này sẽ giúp cho chúng ta quyết định có hay không điều trị lao. Ở đây tức là nếu như một đứa trẻ có các dấu hiệu lâm sàng nghi lao, chụp phim chúng ta phát hiện được các tổn thương có độ đặc hiệu cao trên phim, thì với hai tiêu chuẩn các dấu hiệu lâm sàng nghi lao và tổn thương có độ đặc hiệu cao trên phim, chúng ta có thể chẩn đoán được đứa trẻ này mắc lao, và khi đó chúng ta sẽ quyết định điều trị. Đồng thời với cái phim có tổn thương như vậy, chúng ta sẽ đánh giá được mức độ lao của đứa trẻ nặng hay nhẹ. Như vậy vai trò đầu tiên của X-quang ngực đối với chúng ta đó là nó giúp chúng ta đánh giá một đứa trẻ có các dấu hiệu lâm sàng nghi lao. Điểm thứ hai, đối với đứa trẻ không có triệu chứng lâm sàng nghi lao nhưng có tiếp xúc, thì việc chụp phim X-quang ngực này giúp chúng ta có hay không có tổn thương. Nếu đứa trẻ không có các dấu hiệu lâm sàng nghi lao và trên phim không có tổn thương, lúc đó chúng ta sẽ quyết định điều trị dự phòng lao cho đứa trẻ. Như vậy rõ ràng khi chúng ta làm công tác sàng lọc, công tác chẩn đoán lao, thì cái phim X-quang ngực đối với lao đóng một vai trò hết sức quan trọng. Điểm thứ hai, trong quá trình đọc phim chúng ta cần lưu ý cái phim chụp của chúng ta phải lấy được toàn bộ lồng ngực, vì đây là phim X-quang ngực không phải phim X-quang phổi. Chúng ta có thể có phim thẳng, đó là phim chụp tư thế sau trước, hoặc phim chụp tư thế trước sau. Hầu hết ở trẻ nhỏ là chúng ta phải chụp ở tư thế trước sau, hay nói một cách khác, mặt đứa trẻ đối diện với bóng chụp phim. Việc phim chụp phim ở tư thế trước sau nó làm cho trung thất và tim của đứa trẻ hơi to ra một chút, nhưng nó có đặc điểm lợi đó là đứa trẻ nó nhìn thẳng vào cái máy chụp, nó không tò mò. Còn nếu chúng ta chụp ở tư thế sau trước, tim trung thất không bị phóng đại nhiều, nhưng đứa trẻ nó luôn luôn có xu hướng ngoái lại ra sau để nó xem làm gì, và cái việc ngoái lại ra sau của đứa trẻ nó làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Điểm nữa, luôn luôn phải nghĩ đến có phim nghiêng, luôn luôn phải nghĩ đến cần phải chụp phim nghiêng, và như vậy bộ đôi phim thẳng và phim nghiêng là luôn luôn đồng hành với nhau.
Cái phim nghiêng này nó có rất nhiều tác dụng trong phần đọc phim chúng ta đã xem. Luôn luôn đọc phim có thẳng và có nghiêng. Trong cái phần gói đào tạo về lao trẻ em của chương trình Chống lao quốc gia, nó có ba gói đào tạo, thì một trong ba gói đào tạo đó mà tôi tham gia đó là đào tạo về kỹ năng chụp phim. Bởi vì nếu chúng ta chụp một phim không đẹp thì thật là không có khả năng đọc và khả năng phát hiện là không có. Cho nên cái gói đào tạo đầu tiên phải đặt ra là phải đào tạo về kỹ năng chụp. Sau đó mới đến với gói đào tạo thứ hai, tức là đào tạo về kỹ năng đọc phim. Rồi sau đó chúng ta mới có một gói đào tạo về quản lý chẩn đoán và điều trị lao trẻ em. Như vậy với cái bộ ba, cấu phần như thế, nó sẽ giúp cho các anh chị tiếp cận một cách hoàn chỉnh về lao trẻ em. Bây giờ trở lại về vấn đề đọc phim, thì những điểm chung nhất chúng ta cần lưu ý về phim là phải có thẳng có nghiêng, và phim này phải lấy được hết toàn bộ lồng ngực. Điểm nữa, khi chúng ta xem phim ở một đứa trẻ có các dấu hiệu lâm sàng nghi lao nói riêng hoặc đứa trẻ có các triệu chứng về hô hấp nói chung, thì bao giờ chúng ta cũng phải quan tâm đứa trẻ có phim chụp trước hay không. Trước đây đứa trẻ đã chụp chưa, tuần trước, mấy hôm trước, tháng trước đứa trẻ có chụp phim hay không, để trong quá trình đọc phim chúng ta luôn luôn phải so sánh với phim chụp trước để chúng ta nhận diện tổn thương tiến triển như thế nào. Thứ hai, phim chụp của chúng ta có thể là phim chụp kỹ thuật số, còn các phim chụp analog cổ điển hầu như bây giờ rất ít khi chụp, và chúng ta phải luôn luôn đối chiếu giữa tên tuổi ngày chụp để đảm bảo chính xác phim này đúng. Dạ, xin phép thầy cô ạ. Thầy cô hình như là bài giảng cũng đang chưa chuyển sang bài mới ạ, thì học viên cũng đang có ý kiến Xe rồi mà, anh xe ạ. rồi. Dạ vâng ạ. Để Bây giờ thì em bỏ share screen nhỉ. có nhìn thấy không em?